ở đây thì mình sẽ sử dụng hạt Leica hay còn gọi là hạt đất nung. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cây Montera. Và theo mình thì khi mà chúng ta các bạn muốn trồng bằng Leica thì các bạn nên chọn cây mơn size nhỏ thôi, bởi vì nó sẽ nhận được nước và lá của cây của bạn, thời gian đầu nó sẽ không bị héo so với lại nếu mà các bạn sử dụng cái mơn size lớn, thì do cái diện tích lá nó lớn mà cái thời gian đầu các bạn trồng bằng Leica thì nó sẽ chưa có nhiều rễ và nó hút nước chưa có được tốt, thì sẽ làm cho lá lớn của bạn nó có biểu hiện héo. Còn về nhân giống thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cây lớn hoặc cây nhỏ đều được nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị hạt đất nung mọi người. Thì trên thị trường chúng ta sẽ có hai loại là đất nung Việt Nam với lại đất nung Thái. Thì mình thì sử dụng hạt đất nung Thái. Và hạt đất nung Thái thì nó lại có hai size nữa. Mình thấy là nó có một cái size lớn hơn nữa. Mà theo mình thì nếu mà chúng ta trồng sử dụng để trồng cây thì các bạn nên lựa size nhỏ cỡ này thôi. Loại này thì nó chưa đến 1 cm, còn có một cái loại mà tầm khoảng 2 cm á, thì cái loại đó mình nghĩ là chúng ta sử dụng để rải mặt thì nó sẽ phù hợp hơn là chúng ta đem trồng cây. Và hạt đất nung mà trước khi chúng ta sử dụng để trồng á, thì anh chị nên ngâm nó trước khoảng 30 phút ha, để nước nó thấm vào bên trong. Tiếp theo chúng ta sẽ cần một cái lọ thủy tinh. Thì vì là chúng ta sử dụng lọ thủy tinh khi mà trồng, do đó nếu mà các bạn muốn trồng bằng Leica thì chúng ta nên chọn những cái dòng cây indoor để mà nó sẽ không có bị chiếu nắng mạnh, chiếu trực tiếp vào cái bộ rễ á. Thì khi mà gặp nắng mạnh thì rễ của cây nó sẽ rất là dễ tổn thương, thì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Mình sẽ thực hiện xử lý cái phần gốc để mà chúng ta trồng bằng Leica và nhân giống nha các bạn. Khi mà muốn trồng Leica thì các bạn phải chú ý là cái vị trí mà các bạn cắt đó là nó cũng đã có một cái ít rễ rồi. Đây, như cái cây này thì nó có một cái cọng rễ này rất là lớn này, và rễ nhỏ cũng bắt đầu phóng ra, thì mình nghĩ chúng ta cắt ngay đây là sẽ phù hợp. Bạn dùng kéo bén nha, mình sẽ cắt nó ở khoảng 1/2 cái nó, như từ đây tới đây thì mình sẽ cắt ngay giữa. Đây sẽ là cái đoạn mà chúng ta sử dụng để mình trồng Leica nha. Còn cái phần gốc này á, là đây là gọi là phương pháp ở trong ngành mình thì sẽ gọi là phương pháp là bấm ngọn. Bấm ngọn thì khi mà chúng ta bấm ngọn thì chồi bên nó sẽ bắt đầu nảy chồi. Ở những cái đất lá như thế này thì nó sẽ, nếu mà tầm khoảng 1 tháng sau á, thì nó sẽ bắt đầu nảy những cái chồi mới lên. Đây là một cái phương pháp mà mình thấy là đối với Montera là dễ nhân giống nhất. Các bạn chỉ cần bấm ngọn thì nó sẽ, số lượng chồi nó sẽ theo cái số lượng lá mà nó nhảy chồi lên. Đây là phương pháp dễ nhất, chúng ta không còn phải ngâm nước gì hết. Xong rồi bây giờ các bạn đặt lại cái, đặt nó vào chậu cũ và chúng ta tưới nước như bình thường thôi. Và chờ khoảng 1 đến 2 tháng sau thì nó sẽ bắt đầu có chồi mới lên nha. Rồi sau khi mà các bạn cắt ra thì các bạn sẽ đi rửa những cái đất hoặc là cái lá rễ còn dính ở trên cái rễ cây nha. Rửa nhẹ thôi. Thì mình thấy là nó cao khoảng từ 2 đến 3 cm là vừa. Sau đó chúng ta đặt rễ cây vào. Sau khi cho rễ cây vào và mình cảm thấy nó cứng
các cái vị trí này rồi nè, nó cân đối với cái bình, thì chúng ta sẽ bỏ phiêu hạt đất nung dần vào. Sao cho hạt đất nung nó sẽ che lấp hết cái ngọn rễ luôn nha. Sau khi chúng ta phiêu hạt đất nung cho đầy lọ thì chúng ta sẽ thêm nước vào cho cái lọ thủy tinh này, thì các bạn chỉ thêm đến tầm khoảng 1/3 cái bình thôi, 1 đến 1/3 của bình, chứ chúng ta không có phiêu hết nha. Việc mà chúng ta sử dụng cái lây ca này gọi là bán thủy canh, tức là nó sẽ khắc phục được cái hạn chế của thủy canh, đó là nó bị yếm khí quá lâu, kiểu như trong cái môi trường nước mà chúng ta hoàn toàn thủy sinh á, thì cái hô hấp của rễ nó sẽ bị yếu. Nhưng mà khi chúng ta chuyển sang phương pháp bán thủy canh thì cái nhược điểm này nó sẽ được khắc phục, là do cái hạt đất nung này thì nó vừa thoáng khí, và cái những cái lỗ trống giữa các cái hạt với nhau á, thì nó sẽ làm cho cái rễ cây nó hô hấp tốt hơn. Cái đó là các bạn sẽ không có phiêu nước hoàn toàn đầy bình, mà chúng ta chỉ phiêu từ 1/4 đến 1/3 của bình thôi. Thì như vậy là cái phần rễ thì nó sẽ thẩm gọi là lưu dẫn nước từ phía dưới lên các cái hạt đất nung ở phía trên, và rễ của cây nó sẽ bắt đầu từ từ nó thích nghi, thì nó sẽ hút nước ở phía dưới với lại nó hút nước ở trong những cái hạt đất nung này, và nó vẫn có cái không khí để mà nó hô hấp rễ tốt. Như vậy là mình đã thực hiện trồng xong ngọn Montera bằng hạt đất nung. Thì sau khi mà trồng xong thì các bạn sẽ để ở những nơi mà nó không có nắng mạnh trực tiếp nha. Chúng ta nên để ở nơi mà nó ánh sáng tán xạ là vừa rồi. Thì tầm khoảng chắc cũng không có lâu đâu, khoảng 1 tháng gì đó, thì các bạn sẽ thấy được là rễ mới của nó sẽ bung và nó sẽ ôm những cái hạt đất nung này, và như vậy là cây của chậu cây của mình nó ổn định. Khi mà chăm sóc thì các bạn chỉ cần lưu ý tất theo mình thấy thì khoảng 4 đến 5 ngày gì đó các bạn để ý xem lượng nước nó có rút bớt hay không thì chúng ta thêm nước vào. Còn nếu mà kỹ nữa thì các bạn sẽ đổ nước cũ ra và thêm nước mới vào lại đó. Thì như vậy là cách tốt nhất. Còn nếu mà mình không có thời gian thì mình chỉ cần nhìn xem là nước của nó đã rút nhiều chưa, rồi mình lại thêm nước vào là được.